Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là đường Stony Plain, Stony Plain Road. Còn ở đây là đường 186 Street. Đường này là đường 186 Street, 186 Street. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Xin quý vị đăng ký kênh Cuộc Sống Ở Đây để ủng hộ kênh. Please subscribe to the YouTube channel to support us. Thank you. Hôm nay tôi đưa quý vị tới một cái chợ Costco. Cái chợ này thì nó hơi khác mấy cái chợ Costco kia. Cái chợ này thì cũng là cái chợ bán sỉ mà nó gọi là Costco Wholesale. Cái này cho cái nó gọi là business, có nghĩa là cho bán cho mấy cái tiệm mà mấy cái cửa hàng á, nhưng mà người thường á mình chỉ có cái thẻ thành viên mình vô được thôi, không cần phải là business gì hết á, mà nó để cái chữ đó quý vị thấy không, cái chữ business center. Thì cái giờ giấc ở đây là nó khác ở mấy cái chợ kia. Mấy cái chợ kia thì nó mở trễ rồi đóng cửa trễ. Cái chợ này là nó mở sớm, đóng cửa sớm. Hình như là 7 giờ đến 6 giờ tối á. Thì quý vị có thể lên mạng quý vị coi. Để lát tôi đi vô có thể có thấy cái giờ không à. Đi kiếm cái chỗ đậu xe rồi. Đây có rồi. Đấy, đâu đây cho gần đi. Ở đây rồi, lát đi ra bỏ xe đây cho khỏe luôn. Hôm nay trời thì nó cũng hơi mưa, không phải mưa mà có tuyết một chút xíu, nhưng mà trời cũng hơi ẩm cho nên là tuyết như tuyết bông vậy đó, thì nó cũng không có lành mấy. Đây là cái cổng đi vào của cái chợ, thì cái chợ nào nó cũng giống nhau. Như ở đây cái giờ là nó 7 giờ sáng cho đến 6 giờ tối đó quý vị. Thì hàng ở đây họ bán thì nó khác với bên kia chút xíu, nó cũng có hàng giống. Đây là những cái đồ dùng máy móc cho mấy cái nhà hàng này, mấy cái tiệm này. Thì đồ ở đây nó khác là như vậy đó. Nó cũng có bán những cái đồ giống như bên mấy cái chợ kia, nhưng mà nó ít hơn, hay là nó không có luôn. Mà ở đây có thì mấy tiệm kia không có. Nhưng mấy cái máy này là mấy cái tủ lạnh này đó, cho mấy cái nhà hàng. Hay đây thì họ bán những cái đồ dùng cho nhà hàng này đó. Thì mình thường mình lên đây mình mua cũng được, nhưng mà mấy cái này ở nhà thì ít dùng hơn, đa số là cho nhà hàng. Đây là những cái máy cái gì đây, cái pump, cái máy giống như cái máy hút nước vậy đó, giống máy hút nước ở Việt Nam mình hút nước ở dưới đất, dưới cái giếng lớn vậy đó. Là cái máy này là cái máy bơm á. Rồi đây họ bán như vậy là $100. Cái này họ bảo hành một năm. Thì cái này đa số cho những ở đây thì chắc cho mấy cái người họ không biết làm gì ha, cho mấy cái người họ đi làm vườn làm đồ để làm mấy cái vườn đẹp rồi có nước phun đồ vậy đó, thì chắc họ mua mấy cái đó. Đây là cái máy hút bụi này. Cái máy này thì chắc ở nhà thường thì ít dùng này. Cái này cho mấy cái thường thấy mấy cái công ty hay mấy cái hãng họ xài á. Cái này thì họ bán như vậy là $120, có như có được 10 gá lông. Còn cái máy này là cái máy này để chùi cái chùi nhà, mấy cái nhà mà có cái nền mà lẳng lặng đó. Thì cái máy này tôi thấy mỗi lần đi làm hay vô trong mấy cái mỏ thì họ cũng dùng mấy cái máy giống vậy đó để họ chùi mấy cái. Ồ, cái này 5.500 luôn quý vị ơi, 5.500 đó. Ở đây cái máy chạy điện này, cái máy này mà ở đây thì cấp điện, nhưng lâu lâu năm hay 2 năm về nó cũng có cấp lần thì có nửa tiếng vậy đó. Thì cái này ở đây học cũng ít xài, chắc cho mấy công ty họ xài hay xây nhà xây cửa gì đó. Cái này mà ở Việt Nam hồi xưa thì cũng hay có thấy những cái máy giống như vậy này. Hồi xưa thì điện thì ít đó, bây giờ thì này nó bảo hành 3 năm. Đây cái máy họ để cái này, họ tháo họ mở cái này ra để cho người ta coi này đó. Cái máy nó máy chạy điện á.
không biết cái này để dòm coi cái này nó được bao nhiêu công suất sao á. Cái này họ bán như vậy là 980 đồng được 9.000 W, 9.000 W đó quý vị. Cái này cũng vậy này, cái này cũng 9.000 W mà nó chạy 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 cái là cái cao đó. Còn view chạy thường vậy là chỉ có 7.200 50 W thôi thì nó yếu hơn. Nhưng lâu lâu chạy một lần thì nó có thể chạy lên tới 9.000 W. Cái này cũng bảo hành là 3 năm này. Cái này thì chắc nhỏ hơn sao? À, chắc nhỏ hơn cái kia. Thấy nó khác khác á. Cộng công hiệu luôn, Champion. Không biết cái này ở nước nào sản xuất á, nhìn nơi cái thông mà không thấy nữa. Chắc ở đấy thì chắc cũng không có nó cái thông mà chắc nó để ở phía sau á, mà không có lực nó được, nó nặng lắm. Này phải khiêng tới hai hai ba người mới khiêng nổi. Cái này có 9.000 W này, mỗi chạy là chúng cái này là được họ bán như vậy là 1.400. Cái này là cái hiệu Honeywell. Cái này cũng là cái máy điện luôn, cái máy phát điện luôn. Cái này cũng bảo hành 3 năm. Úi, cái này lượng bự quá quý vị ơi, gặp cái thùng này. Cái này thấy bự không, to không? Mà cái này là cái hãng khác, cái hãng Honeywell nó sản xuất. Đó, cái này chưa, tôi chưa có thấy bao giờ này. Chắc mấy cái công ty lớn hay gì đó họ dùng cái này thôi, để mà lỡ mà điện đài không có là họ chạy cái này này. Cái này á, thì họ bán như vậy là tới 6.500 đô. Cái này là 22.000 kW, 22.000 W chứ, tiếng Anh gọi là 22 kW, 22.000 W đó. Cái này thì nó nhỏ, nó gọn hơn nè. Cái này thì nó bắt đầu thì 3.900 W, thì nó chạy thường như vậy là có 3.100 W thôi. Mà ở đây nó để như vậy là hai loại, loại chạy bằng ga là 3.900, chạy bằng xăng là 4.300. Vậy chạy xăng là mạnh hơn ha. Anh sao thì không có, tôi không có coi kỹ cho nên không biết là phải vậy không. Cái này họ bán như vậy là 8.850. Đây đây cũng có bảng. Cái này là của Việt Nam nhập nè, cái này là hàng của Việt Nam nè, Việt Nam nhập. Cái này là cá cá ba sa, cá ba sa là cá ba sa của Việt Nam nhập, mà cái này họ cắt ra, họ bọc trong cái bì rồi họ bỏ trong cái máy đông lạnh á. Cái này thì chỉ có cái tiệm này bán thôi, tôi không thấy cái mấy cái tiệm Costco kia cái bán cái cá này, họ bán cá khác thôi. Thì ở đây cá ba sa này cũng có hai ba loại này đó. Cái này là cái product của Việt Nam, thì cái này là từ Việt Nam nhập qua. Thì ở đây họ bán đồ là thấy nó một loại như vậy họ bán rất là nhiều. Chắc chắc họ bán để mà cho mấy cái nhà hàng đồ hành sao. Thì ở đây họ cũng có bán kẹo nè, kẹo xương gâm nè. Thì mấy cái tiệm kia họ cũng có bán nhưng mà họ để ít lắm. Họ cũng có bán mấy cái xương gâm này mà họ để ít lắm. Ở đây họ bán như vậy, hộp như vậy là khoảng chừng 12 đến 18 đô, thì tùy theo cái hiệu với cái loại, cái mùi vị. Thì ở đây họ bán rất nhiều. Còn cái mấy cái tiệm kia thì nó bán cũng ít ít hơn, mà nó cũng có mấy cái hàng này đó. Thì quên chút xíu cho quý vị biết là cái chợ này nó bán gì vậy thôi, chứ nói chung thì nó cũng giống nhau. Thì thôi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Thanks for watching everybody. Hẹn quý vị lần sau. See everybody next time. Bye bye.